Vào buổi sáng ngày hôm nay, một phần Texas đang dọn dẹp trở lại. Đó là vào cuối tuần vừa qua, mưa bão lốc xoáy xảy ra. Cô Daniel mất một người bà con. Ông ta tên là Robert. Bị chết vì cơn lốc xoáy cấp 1 xảy ra. Cần lốc xoáy đánh xuống ngay thành phố Laguna High vào cuối tuần qua, làm cho 10 người khác bị thương và hư hại rất là nhiều xảy ra chỗ này. Ông ta mới có con và ông ta cũng mới đám cưới lốc xoáy đánh xuống 6 tiểu bang trên Hoa Kỳ. Kể từ hồi bữa thứ sáu cho tới ngay lúc này, ít nhất là có 54 cơn lốc xoáy đánh xuống dọc dài ở ngay coastline, cái chỗ này bị hư hại rất là nhiều. Ở đây, nhiều nhà cửa bị hư hại, Người ta sống ở đây cả mấy đời rồi. Cô này dẫn bà ngoại cổ rời khỏi chỗ này. Bà ngoại cổ 81 tuổi trước khi cơn lốc xoáy đánh tới. Rất là hên đã dẫn bà ngoại mình rời khỏi trước, trước khi cơn lốc xoáy đánh vô chỗ này nhà cửa cô ta bị hư hại. Cô ta nói tôi đây rất là mừng là đã dẫn bà ngoại rời khỏi trước khi mà lốc xoáy đánh vô. Nhìn ở bên ngoài thì cái nhà của chúng tôi nhìn thấy còn được chút xíu, nhưng mà bên trong là nó bị tan nát hết. Không biết lúc lốc xoáy đánh tới, bà ngoại tôi ở trong đó chịu nổi không nữa. Còn đây, những cái xe nằm ở ngay thành phố San Antonio, Texas. Nước ở đây ngập lên rất là cao. Tôi đang chạy xe trên đường. Tự nhiên nước ở đâu đó nó tràn, nó ngập vô trong xe tôi luôn. Có rất là nhiều người cần sự giúp đỡ để cứu rời khỏi xe. Cái người lái xe đó đã được chữa lửa cứu ra đúng lúc. Đây trở lại ngay thành phố Laguna Heights. Trong lúc này đang bắt đầu dọn dẹp trở lại. Chúng tôi đứng chung lại với nhau để ráng giúp đỡ lẫn nhau quên đi những gì quá khứ, ráng làm cho tương lai tốt hơn. Theo chuyên môn coi nhiệt độ mưa bão trên Hoa Kỳ, báo cho biết, ở đây có 38 hộ gia đình đang bị gặp khó khăn. American Red Cross và Salvation Army đang giúp đỡ họ đang giúp đỡ họ kiếm hotel ở tạm thời. We now, we'll the hours, Theo được báo cho biết, cái nhiệt độ như vậy thêm vài tiếng đồng hồ nữa nó sẽ khá thêm và không bị ảnh hưởng về cái dọn dẹp chỗ này vào buổi sáng ngày hôm nay.